Xin chào các bạn, trước mặt các bạn là chiếc Honda Future phiên bản 2020. Và nếu như nói những chiếc Honda Alpha, ZX hay là Blade là những dòng xe số phổ thông giá tầm trung và thấp, thì chiếc Future phiên bản 2020 lại là chiếc xe số cao cấp với những thiết kế rất là sang trọng. Hệ thống đèn định vị chiếu sáng tự động, đèn pha thì là đèn LED, mặt đồng hồ thì thiết kế rất hiện đại, động cơ thì phun xăng điện tử với phân khối là 125cc. Thiết kế tem nổi nhìn rất là sang trọng, và mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhé. Đây là chiếc Future phiên bản vành đúc nha các bạn nhé. Mình cũng chưa lắp gương, cũng chỉ lắp tạm bình ắc quy và quay một vòng cho các bạn xem thôi. Đấy, thì động cơ của nó là được trang bị hệ thống phun xăng điện tử và phân khối của nó là 125cc, đi chắc chắn là rất là bốc rồi các bạn. Tem thì tem nổi như mình đã nói rồi các bạn. Thiết kế của nó thì vẫn không thay đổi nhiều so với những năm trước, vẫn cứ gọn gàng và nhìn rất là sang trọng. Mình quay một vòng tổng thể này cho các bạn nhìn. Còn các bạn muốn nhìn thực tế thì các bạn nên đến các cái head đại lý, các bạn sẽ được nhìn tận thể thực tế hơn. Mình nhìn qua máy quay này thì nó cũng không được thật lắm. Ổ khóa thì vẫn ổ khóa như thế nhé các bạn nhé. Vẫn là ổ khóa có thể đậy lắp từ này lại đấy. Và chúng ta mở cốp cũng bằng ổ khóa này luôn, không phải như dòng Alpha là chúng ta phải cắm thì khóa ra sau nữa, mà chúng ta cắm vào đây xong chúng ta vặn lên nước xít rồi ấn vào là cốp sẽ bật ra đấy. Ở trong này thì cốp rộng hơn những dòng xe số khác, bởi vì là bình ắc quy thì nó đã để ở dưới sườn này rồi các bạn, nó không để ở trong cốp này nên cốp rộng hơn những dòng xe số khác đấy. Bình xăng thì ở đây, và cốp thì mình đánh giá là đóng mở rất nhẹ, không như các cái dòng xe khác là cứ phải đập mạnh xuống nhà một cái thì nó mới được, mà cốp rất là nhẹ, và khi mở chúng ta chỉ việc vặn lên nấc thứ hai nấc thứ nhất vào chữ shift, xin lỗi các bạn, thì các bạn ấn mạnh ổ khóa là được, thế là nó bật lên, cốp đóng mở rất là nhẹ nhàng. Mặt đồng hồ thì thiết kế rất hiện đại luôn. Và tất nhiên là từ các cái dòng xe phiên bản 2020 trở đi là sẽ Honda sẽ bỏ công tắc tắt đèn đấy, trừ dòng xe Vision thôi. Lượng tiêu thụ nhiên liệu thì được tính theo lý thuyết là 1,54 lít trên 100 km, tức là còn ít xăng hơn cả chiếc đấy hôm trước mình quay cho các bạn ấy. Nó gần như là ăn rất ít xăng mà phân khối thì lại lớn. Động cơ của nó thì đây, nhìn rất là Honda sơn, nhìn rất là bóng mượt đấy các bạn nhỉ. Còn bình ắc quy ở đây, Honda cho ra mắt hai phiên bản thôi, là phiên bản vành đúc và vành nan. Thì phiên bản vành đúc có giá xấp xỉ khoảng 32 triệu, còn phiên bản vành nan thì rẻ hơn 1 triệu là 31 triệu. Phiên bản vành đúc thì có màu bạc nâu đen, màu đỏ nâu đen, màu xanh nâu đen, màu nâu đen, màu trắng nâu đen. Còn phiên bản vành nan thì có màu đỏ đen và xanh đen thôi. Giờ thì các bạn hãy cùng mình chạy thử một đoạn nhé, xem chiếc xe này hoạt động như thế nào. Chúng ta mở khóa lên và nghe tiếng phun xăng điện tử quen thuộc. Tiếng máy đè thì rất là nhẹ, và hệ thống phun xăng điện tử bao giờ cũng thế, đè rất là nhẹ, và tiếng động cơ thì mình nghe thấy êm hơn rất nhiều so với chiếc RX hôm trước mình review. Và giờ chúng ta sẽ chạy thử một đoạn nhé. Vì là không có GoPro nên là mình vừa một tay lái một tay cầm máy quay nên mình cũng không đi được nhanh, và cũng hình ảnh cũng khá là rung rật, mong các bạn thông cảm nhé. Mình cũng chẳng có tiền đâu mà thuê cameraman cầm riêng cho mình cả. Thì cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà sử dụng chiếc xe này thì mình thấy thực sự là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo. Mình thích nó gần như là một chiếc xe mình thích nhất trong những chiếc xe mà mình đã từng được chạy thử về dòng xe số tự động này. Đi ga lên cực kỳ bốc máy, cảm giác cực kỳ chắc, xe đi rất ổn định mặc dù mình đi một tay. Và động cơ của nó là phân khối 125 nên
ga lên đúng là thực sự là một điều cảm giác rất là đã tay. Nó tuy nó không phải như kiểu dòng phân khối lớn hay dòng côn tay nhưng thực sự đi rất thích. Và hệ thống phun xăng điện tử lại rất tiết kiệm nhiên liệu nữa. Máy thì cực kỳ chắc. Xe phun xăng điện tử thì lúc nào đè cũng dễ nổ rồi. Đấy. Và các bạn có thể nghe tiếng máy bô nổ rất là hay luôn. Đấy. Và hệ thống chiếu sáng bằng đèn led nữa. Mình cực kỳ thích cái hệ thống chiếu sáng bằng đèn led nhé. Mặc dù là có thể đi vào trời sương mù nó không sáng bằng, nó không nhìn ảnh hình ảnh nó không thật bằng bằng hệ thống đèn halogen đâu, nhưng mình vẫn thích đèn led hơn. Đấy. Số má của Honda thì lúc nào cũng vậy rồi các bạn. Sang số lúc nào cũng ngọt ngào và mượt mà. Đấy. Mình đi mình sang số xe nào của Honda cũng vậy, rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng nhé. Đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi nhé. Còn về phần các bạn thì các bạn lên đến thực tế ở các cái đại lý, các cái head ấy thì các bạn có thể trải nghiệm thực tế hơn. Vì mình quay này nhiều khi cái âm thanh thu hoặc là cái hình ảnh nó cũng không được chính xác lắm. Thì các bạn lên đến cái đại lý gần nhất các bạn trải nghiệm thực tế thì các bạn sẽ thấy nó chân thực hơn. Thì đấy là cái video review đánh giá cái chiếc xe Future phiên bản 2020 này. Các bạn có ý kiến gì hãy để lại phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.